kênh này không nhận tiền quảng cáo, chỉ review xanh chín mà thôi. Muốn biết thêm điều gì thầm kín, hãy vào group kiếm admin. Chào các bạn, mình là Huy. Nay chúng ta có một kèo quay xe không kịp các bạn ạ. Mình vừa nhận kiện hàng này từ Shopee. Khi mà online nhận hàng, các bạn dành một chút thời gian quay video unbox và test nhanh nếu có thể, để chẳng may hàng hóa của chúng ta có nhầm lẫn sai sót hay là gặp vấn đề gì thì các bạn làm việc với Shopee, Lazada cho dễ nhé. Kiện hàng này của mình là một chiếc quạt cầm tay. Chiếc quạt này thì hôm vừa rồi có một bạn đăng lên group review bảo là gió này, tính năng này, chất lượng build ổn lắm. Không ngờ mua được với mức giá 160. Thế là hôm sau thì có đợt sale, có mình với một số anh em cũng lên thuyền đặt cái kèo này. Thì sau đấy thì có một bạn nhận được trước mình. Bạn nhận được rồi và bung ra thì nó là động cơ có chổi quét các bạn. Lúc đấy thì định quay xe rồi. Thế nhưng mà hôm nay thì shipper giao đến các bạn. Họ vừa gọi điện cho mình cái chưa kịp nghe đã tích giao hàng thành công rồi. Đây là kiểu đúng kiểu shipper quen đấy các bạn. Họ hay làm như vậy lắm. Thế là quay xe không kịp. Thôi thì chót đặt rồi, chúng ta nhận và test luôn xem thực tế nó như nào các bạn nhé. Chiếc quạt này thì giá gốc là 219.000. Nó có khá nhiều phiên bản màu sắc khác nhau. Nhìn chất lượng, nhìn cái mà thiết kế nó khá là bắt mắt luôn. Mình chọn ở đây là phiên bản màu hồng. Và khi mà săn sale áp mã thì mình mua được nó với mức giá là 161.000 các bạn nhé. Thấy bạn kia bung ra là động cơ có chổi quét và đã định quay xe rồi. Và thấy kha khá anh em là đã quay xe rồi. Nhưng mà thôi mình nhận rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau test xem thực tế nó như nào. Họ bọc là không có một chút chống sốc nào các bạn. Cái quạt thì khi nhận về này, hộp đã bị móp này. Chúng ta sẽ xem qua một lượt bên ngoài các bạn nhé. Đây là quảng cáo thời lượng pin dài này. Tiếng ồn thấp này, nhưng mà bạn nghe feedback bảo là rất là ồn luôn. Gió mạnh này, 100 tốc độ gió. Tên của nó là gì đây? 100 Speed Handheld Fan. Model là i16 các bạn nhé. Sạc mắc ở đây là 5V 2A, Red Power là 9W. Đó. Ok, nó nhiều phiên bản màu lắm các bạn. Đây là sách hướng dẫn sử dụng này. Còn đây là chiếc quạt của chúng ta. Uầy, thiết kế bắt mắt thật đấy chứ các bạn. Này, nó có nhiều màu lắm các bạn. Phối màu nhìn rất là đẹp luôn, theo kiểu cyberpunk à. Đúng không? Đây là chúng ta có một cái màn hình hiển thị phần trăm pin, cũng như là hiển thị tốc độ gió. Và nó vẫn còn cái giấy ni lông bảo vệ các bạn nhé. Chúng ta bóc ra này. Hay là lại kèo nhân phẩm mỗi người nhận được một kiểu đây. Điểm đầu tiên các bạn có thể thấy này, ngay cái khe này này, nó không được khít lắm ạ. À đây, bóp lại là sẽ được. Đây là công tắc gạt à. 97% này. Nó tăng từng nấc gió một thật. Chứ không phải là nhiều cái quạt ấy, nó quảng cáo nó có số như này thôi, nhưng mà nó không đếm từ 1 đến 100 đâu. Chẳng hạn như thằng Zisulai này chẳng hạn, nó có số từ 00 đến 100 thật, nhưng mà gió thì nó chỉ chia 5 nấc thôi. Đó, bấm giữ để tăng các bạn. Bấm giữ để tăng thôi, chứ không có giảm. Một tắt thì làm như nào? Muốn tắt hình như chúng ta phải gạt cái công tắc đằng sau các bạn. Đằng sau này chúng ta cũng có cổng Type-C. Ở đây để chúng ta sẽ so sánh với một vài chiếc quạt khác mà mình đã từng review để anh em dễ hình dung về mặt kích thước trước nhé. Đây là chiếc quạt của chúng ta này. Quên tên của nó là gì? i16 á. Nó không có brand name các bạn. 07 fan. Đọc tên nó là 07 fan đây các bạn. Mình chọn phiên bản màu hồng nhé. Đây là chiếc Zisulai Live 7 này. Cánh của nó thì bên trong có 2, 4, 6, 7 cánh. Lát mình bung thử xem là loại động cơ gì các bạn nhé. Nếu mà động cơ không chổi than thì ngon, nhưng mà động cơ có chổi quét thì sẽ hơi nghi ngại về độ bền đấy các bạn. Đây là chiếc FA43. Đấy, để các bạn dễ hình dung về kích thước này. Đây là chiếc Zisulai Live 4. Đây là Live 7 này. Live 4 này thì mình cũng mới nhận, chưa review. Mới săn sale trong đợt vừa rồi, còn chưa bóc cả siêu. Mới sạc đầy để chờ chuẩn bị quay video để test các bạn. Đây là chiếc Zisulai Pro 1S. Chiếc này thì cũng là flagship các bạn. Bật thử ngay lên.
Con này mang tiếng là 100 mức gió nhưng mà vừa bật lên nó đã là 30 rồi. Mình mới biết tăng nên chưa biết giảm. À đây. Ôi giời. Hai bên có hai nút các bạn. Nút này là nút cộng này, bên này là nút trừ này các bạn này. Đó. Bảo sao mà mới biết tăng không biết giảm ở đâu. Muốn giảm thì trừ ở bên này, trừ ở bên này các bạn nhé. Đó. Chúng ta sẽ thử lấy máy đo tốc độ gió xem nào. Chuyển sang đo mắc này. Ở cái công tắc này nó không có ký hiệu on off các bạn. Hoặc là cái ký hiệu để chúng ta biết được là mình sẽ xem mức gió min các bạn nhé. Ồ, min là nó tắt luôn các bạn. Một này. Hai phẩy sáu bốn mét trên giây, được cái chữ nhỉ. Cho mắc gió lên xem nào. Mình sẽ cho ở mức 30. Bốn phẩy mười chín này. 50 này. 5,20 mét trên giây. Tiếp đến là 75. 75 này. 6,29 mét trên giây. Tiếp đến là 100% nhé. Cảm giác gió mạnh phết. Bảy phẩy bốn mét trên giây các bạn. Uầy, tính ra thì tốc độ gió ngang kèo con Pro 1S này rồi còn đâu. Mắc của chiếc quạt này là 7,4 mét trên giây các bạn nhé. Đúng không? Ngang kèo chiếc Zisulai Pro 1S luôn. Tốc độ gió mắc. Chúng ta sẽ xem thử xem độ ồn của chúng nó sẽ như nào. Thằng bằng nhựa thì chắc là tiếng của nó sẽ này, mọi người phân biệt được không? Thực ra tính ra cái này nó không ồn hơn chiếc Pro 1S quá nhiều đâu các bạn. Khá là bất ngờ. Chỉ còn tò mò về động cơ thôi. Thấy một số anh em bảo là họ mua về xong rồi bẻ bớt một vài cái thanh chắn này này các bạn này, để nó đỡ cản gió. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng test thử cái phần sạc vào xem. Trước này thì nó chỉ nhận sạc vào là... Ô nhưng mà sao cái này lại là động cơ có chổi quét nhỉ? Mọi đặc tính mình thấy ở đây khá là giống này. Khi mà mình gõ gõ như này thì những cái động cơ mà đây, cái động cơ chổi than các bạn, nó sẽ có tiếng như vậy. Hay là mỗi người mua lại theo kiểu nhân phẩm. Bạn kia là mua phiên bản màu xanh các bạn. Bạn ấy bóc ra thì nó là mua phiên bản màu xanh, bóc ra thì lại là động cơ, nhìn chắc chắn đấy là động cơ có chổi quét rồi. Mình mua phiên bản này thì bóc thử xem, nhìn tận mắt xem nó như nào. Mỗi người mua ra một sản phẩm khác nhau thì cái quạt này thì nó nhận sạc mắc là 10W các bạn, 5V 2A. Ở đây đang thực nhận là 10,6W lận này. Đó, 10,6W và 93% mà vẫn nhận công suất cao này á. Ok. Trong này thì không biết là cell pin gì.
test sơ bộ về mức độ gió rồi. Gió tốc độ Mach còn cao hơn cả cả Pro 1S. Mình sẽ test với Line 7 lại xem nào. Con này Mach là 7,4 các bạn nhé. 1, 2, 3, 4, 5 này. Line 7 này thì nói chung quạt của Jisoo Line với mình thì nó vẫn luôn là một cái phương án an toàn các bạn. Đấy là dưới góc nhìn của mình. Thế còn mua những cái kèo như này thì chúng ta gọi là mua test thêm xui xem là có kèo nào ngon hơn không. Chứ còn Jisoo Line thì nó luôn là một cái lựa chọn gọi là an tâm. Đó. Con này thì sắp xỉ 6 mét trên dây các bạn nhé. Đang ở mức gió 5. Trước này thì mình chưa test. Mình dự là hai cái thằng này giống nhau, chỉ khác thiết kế này, nên là cũng lười chưa quay tiếp. Ở đây mới thấy cái màu hồng của con Life 7 này nó đậm hơn. Đó, 6,24 này của con Life 4. Hai con này nó xem nhau các bạn. Sai số còn do cách đo nữa các bạn. Như vậy là hai thằng này mình dự là sợ là bo mạch nó còn giống hệt nhau ấy chứ. Để hôm nào test tiếp hai thằng này riêng. Giờ chúng ta sẽ cùng xem thử nội thất cái thằng này. Quả thực là build khá là tím so với cái mức giá mình mua được. 07 fan. Nó lại còn nhiều cái phiên bản phối màu khá là đẹp. Không biết có bền không thôi. Nhưng mà nghe nó cũng khá là ồn đấy. Nhìn như này thì chúng ta sẽ cậy như nào đây. Chỗ này trông là có ngàm này các bạn này. Đó, cậy được cái mặt nạ này các bạn. Nữa ở đây khu vực này chúng ta có cậy được không? Ngàm này các bạn này, nó là các cái mảnh nhựa ghép vào nhau như này thì khả năng là sợ mỗi quạt độ hoàn thiện nó sẽ khác nhau dựa vào cái size số của các cái nhựa này, thì sợ là có những anh em sẽ gặp những cái quạt nó hoàn thiện kém hơn con của mình. Con của mình ở đây thì với mức giá mình săn được 160 thì mình thấy khá là ổn rồi. Trước mắt là như vậy. Gió cũng khá là ổn, chỉ có điều là nó thân bằng nhựa. Nên là nó do gió nhanh như thế thì nó sẽ rất là ổn. Wow. Đây là động cơ có chổi quét rồi các bạn nhé, đích danh. Không trượt đi đâu được, các bạn còn nhìn thấy này. Nó giống với cả, nhưng mà cụ thể là phải xem được model gì, nhưng mà ở đây có vẻ như là nó sẽ đóng rất là sâu vào trong. Đó. Động cơ có chổi quét này. Bên này chúng ta cũng có thể tháo được tương tự đúng không? Hay là nó lại được gắn à? Cái này có ngàm thôi các bạn. Này mà làm động cơ không chổi than thì có phải anh em tín hơn rất nhiều. Cái này không biết nó bền được bao lâu vì dẫn động cơ này thì nó không thể bền bằng cái động cơ có chổi than được. À, không thể bền bằng cái động cơ không chổi than được.
Mình biết tại sao ban nãy khi mà cắm USB tester vào giữa nó không chạy rồi các bạn. Đây, cái hiệu điện thế của nó còn ở mức thấp hơn cái mức kích hoạt của chiếc USB tester này, dẫn đến việc là mới cắm vào thì USB tester khi vừa khởi động lên thì điện nó không đủ để hoạt động chiếc USB tester. Đó. Đây là mức gió, mình đang cho mức nhỏ nhất này, mức 30% này các bạn này, nó sẽ hoạt động ở cỡ, cái số vô nó cứ nhảy loạn xin lầu các bạn, cỡ đâu đó 2W. Mình sẽ tăng lên mắc cho anh em xem công suất tiêu thụ của động cơ nhé. Sao nó lại nhảy loạn xì ngầu như này nhỉ? Chúng ta sẽ cắm lại vào chiếc Coway C này. Khởi động lại này. Cái công tắc bên này cảm giác hơi rít và hơi khó gạt các bạn. Để mức vừa khởi động là 30% thì không đủ điện để chạy USB tester các bạn. Tăng lên này, nó mới bắt đầu khởi động được USB tester. Mình sẽ tăng lên mắc cho anh em thấy. Khi mà chạy ở tốc độ cao nhất thì cái động cơ này nó sẽ ăn cỡ 7,3V và 0,93A, nó rơi vào 6,8W các bạn. Đó là chiếc động cơ có chổi than ở đây. Giờ thì chúng ta sẽ xem nốt phần bên trong các bạn nhé. Hơi đáng tiếc, cái kèo này mà nó là động cơ không chổi than thì chắc là sẽ khá là ổn. Với mức giá 160 thì rất là ok. Về gió chỉ là hơi ồn một chút thôi, nhưng mà nó lại là động cơ có chổi than nên chắc là sẽ nhiều anh em dè chừng, trong đó có mình. Ngày xưa mình đã từng sử dụng cái quạt cầm tay bằng động cơ có chổi quét như này thì nó khá là nhanh tèo. Đấy là cái trải nghiệm của mình. Thế còn không biết là mình vẫn thấy là có rất là nhiều loại quạt trên thị trường, quạt mà sử dụng pin, quạt nhất là những cái quạt mà sử dụng cái pin của máy khoan công cụ cầm tay ấy, thì cũng rất là nhiều cái quạt nó sử dụng động cơ có chổi than loại to, có chổi quét loại to. Thế còn với những loại nhỏ như này thì mình hơi nghi ngại về độ bền. Khá là chắc chắn cứng cáp nha các bạn nha. Nhìn thấy ngàm vậy thôi chứ mà để mà bung ra được thì lại phải cần cái gì nữa đó. Và đây thì mình đang nhìn xuyên vào trong thấy có vẻ như là chúng ta có hai cell pin 18650. Uầy, không có ốc ếch thì đâu, không nhìn thấy ốc ếch gì cả. Nhưng mà ngàm là chắc các bạn. Khoai nhỉ. Ôi, ngàm chắc thế. Đây các bạn này, chúng ta sẽ thấy khá là nhiều ngàm. Ủa, chỗ này còn có rất là nhiều ốc này. Đây là viên pin của chúng ta. Wow, 3 giây như này thì liệu có phải là pin 2S không? Đây là dây nối lên động cơ này các bạn này.
Đây là mạch điều khiển của nó, có vẻ như là vẫn giống những cái sản phẩm chúng ta test gần đây thôi. Khu vực mạch điều khiển này, các bạn sẽ có công tắc cộng trừ ở đây. IC sạc pin này, con MCU ở đây này. Khu vực này chắc là IC băm xung với cả để điều khiển cho motor các bạn. Khu vực này thì khả năng là nó để hiển thị con LED này các bạn này. Cái ni lông bảo vệ của mặt LED này nó còn chưa tháo ra cơ. Cổng sạc, công tắc gạt ở đây. Mạch này ổn phết. Cổng sạc Type-C thì sẽ được hàn chân xuyên PCB. Phần bo mạch khá là giống với cả các cái sản phẩm mà chúng ta bung gần đây thôi. Ở các cái khu vực mà con chip mà có thể bị nóng đó, thì họ đã làm cái mặt dưới này cũng như quận cảng này các bạn này. Làm cái mặt dưới này hở ra rất là nhiều để giúp tản nhiệt bớt. Cell pin của chúng ta thì ở đây các bạn. Uầy, pin 2S chứ không phải đùa. Và của Hongli các bạn. Pin này là pin 2S rồi. Hàn theo kiểu cháo đầu đuôi này các bạn này. Bảo sao mà nó cần cả con IC sạc của Jing Chi Xin như kia. Pin là pin 2S của Hongli các bạn nhé. Chúng ta gặp khá nhiều trong các cái quạt cầm tay giá rẻ. Còn đây là cái khu vực mà cổ nó liên kết đến bên trên này các bạn này. Ở đây có cái khung của cổ này và bắt 4 con ốc luôn. Nhìn tù tì như này. Về build khá là ổn luôn. Kể cả cell pin hay là mạch. Tuy nhiên thì nghi ngại ở cái động cơ các bạn. Động cơ này là đích danh động cơ có chổi quét rồi. Khá là nghi ngại về cái độ bền, thời gian dài sử dụng nó như nào. Chỗ này có vẻ như là không tháo được. Chúng ta sẽ phải dùng cái tool gì đấy để rút được cái cánh quạt ra thì mới đẩy được động cơ ra phía sau. Ok, trên đây là toàn bộ các chia sẻ của mình về quạt 07 fan này. Cái quạt này là 219.000 săn sale và cỡ 1670 gì đấy. Chất lượng build mình thấy khá là ổn so với mức giá tiền. Tuy nhiên thì chỉ có điều nghi ngại duy nhất ở đây. Đó là về phần động cơ các bạn. Đó. Anh em có nhận xét như nào về nội thất của chiếc quạt này? Nó có phù hợp với mức giá tiền hay không? Và anh em nào đã trải nghiệm nhiều quạt hơn thì có thể cho mình biết xem là cái động cơ có chổi than này anh em đã từng được trải nghiệm thì nó có bền hay không nhé. Còn bản thân mình thì ngày xưa mình dùng nó khá là nhanh hỏng với thiết bị quạt cầm tay, hoặc là ngày xưa cái công ty mình mọi người hay mua cái quạt mà cái đợt hot trend các bạn, quạt văn phòng nhỏ xíu như này này, nó hình dáng giống cái quạt con cóc ấy. Nó cũng sử dụng động cơ có chổi than như này các bạn, kiểu như này này. Cái quạt đấy mua rất là rẻ, chỉ khoảng 30-40 nghìn gì đấy thôi, cắm cổng USB, thế là gần như ai cũng có một con. Thế sau một thời gian ai cũng tèo luôn, nên là từ đấy mình ác cảm về cái động cơ như này các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ, mời các bạn cùng tham gia vào các group mình để link ở bên dưới, như là Cuồng Tay Nghe True Wireless, Nghe Công Nghệ, nơi chúng ta cùng thảo luận, hỗ trợ nhau trong quá trình sử dụng và cùng nhau săn sale các sản phẩm công nghệ với mức giá tốt nhất. Giờ thì mình sẽ sạc đầy và test con Life 4 này.